Luật. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong một chương trình về về đào tạo của Finasac và mình là Châu Phạm. À, chúng ta đã cùng review qua về cách phát hiện cái tín hiệu phân kỳ đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 2. Nhưng mà trước khi đến với phần 2 thì mình xin uh, chúng ta sẽ cùng chia sẻ lại một tí về vì sao mà chúng ta lại cần phải nhìn về tín hiệu phân kỳ và vì sao mà chúng ta lại cần phải biết về nó và vì sao mà chúng ta lại cần phải có một cái chiến lược giao dịch với phân kỳ thì đầu tiên cái tín hiệu phân kỳ nó nằm ở trong chuỗi đào tạo của Finasac và nó sẽ là cái phần 3 ở trong cái phần 3 của hệ thống Finasac mà có thể cung cấp được cho anh chị đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải khi mà đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất cứ vấn đề gì thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải là nghiên cứu về cái mặt market timing là xem thử là đã là đến cái thời điểm để chúng ta có thể tham gia thị trường được hay chưa à, mình nói một cách đơn giản ví dụ đi ví dụ như anh chị đầu tư về bất động sản thì chúng ta cần phải xem uh, cái làn sóng bất, bất động sản nói chung hay là xem ở trong khu vực đó nó như thế nào để chúng ta sẽ đầu tư vào đúng không ạ uh, nó sẽ tối ưu hóa được cái quãng thời gian chờ đợi mà khi mà chúng ta đầu tư thứ hai là chúng ta sau khi biết được cái quãng thời gian rồi thì chúng ta sẽ có cần phải tạo cái danh mục cổ phiếu sau khi chúng ta có được cái rổ danh mục cổ phiếu chúng ta cần thì chúng ta sẽ cần phải xem từng cổ phiếu một là xem có điểm mua hay không, điểm vào tốt hay không và chúng ta sẽ bao gồm là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để chúng ta biết là cổ phiếu đó hiện đang đắt hay đang rẻ và chúng ta nên mua hay chưa và sau khi mà chúng ta xác định được các chiến lược giao dịch với cổ phiếu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu quản trị rủi ro ở những cái danh mục của chúng ta xử lý và sau khi mà chúng ta có được cái kế hoạch của quản trị rủi ro rồi thì đến lúc này thì chúng ta ra quyết định đầu tư thôi và sau khi qua được năm bước này ấy, thì mình khẳng định với tất cả anh chị là chỉ cần mà chúng ta làm hoàn thiện đầy đủ từng bước một và chuẩn chỉnh thì chắc chắn là kế hoạch đầu tư chúng ta sẽ hiệu quả đó là điều mà mình có thể cam kết được và chúng ta biết được là liệu thị trường có xấu đi thì chúng ta sẽ biết được vì sao nó xấu và khi mà thị trường tốt thì chúng ta sẽ biết được vì sao nó tốt và cuối cùng là cái thành quả mà chúng ta đưa lại thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố chắc chắn rồi thứ nhất là sự nỗ lực này đầu tiên nó sẽ là sự nỗ lực thứ hai là sự may mắn là yếu tố may mắn nhưng mà chúng ta hãy làm sao đó để cho 99% này của chúng ta là nằm ở trong phần nỗ lực, nó chỉ có 1% là sự may mắn thôi. Thì đó là sẽ cái sự tồn tại với lâu về dài khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán. Ok ạ. Thì ở trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần 3, đó là chúng ta sẽ tập trung vào việc phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản và trong bài hôm nay thì sẽ là phân tích kỹ thuật. Anh chị có thể có thể xem lại phần 1 nhé. để chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn về chủ đề về yếu tố phân kỳ. À, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến chủ đề thứ hai là vì sao chúng ta lại cần phân kỳ à, cái phân kỳ ấy, nó là một cái bí mật của những trader thành công à, mình để ý trong quá trình mà mình công tác trong bất cứ các đơn vị tài chính nào thì các trader thì họ hay tìm sự phân kỳ và họ tìm sự hội tụ để họ giao dịch chứ thật ra là mình để ý nhà đầu tư những nhà đầu tư mà theo dạng kỳ cựu ấy, thì họ ít khi nào mà họ tìm những cái sự uh, rõ ràng lắm tại vì là trên quan điểm thị trường là khi mà mọi thứ nó đã quá rõ ràng uh, nó đã trắng đã đen đã quá rõ ràng rồi thì lúc đó là hết cơ hội đầu tư do vậy là bây giờ chúng ta hãy tìm cái gọi mang tính là dự báo và cái sự phân kỳ này nó cho được yếu tố và dự báo mình nói một cách đơn giản thôi ví dụ như chúng ta nghĩ về mẫu bãi biển đi À, một bãi biển à, có bờ cát trắng, à, có mặt nắng mặt trời phía phía xa xa. Thế bây giờ trong một cái ngày nắng đẹp mà lại xuất hiện những cái cơn mưa hay là những cái đám mây đen kéo đến thì rõ ràng là cái cơn mưa và đám mây đen này nó là một cái yếu tố phân kỳ đúng không ạ? thì nó cảnh báo chúng ta biết là à, à chúng ta đang chuẩn bị trải qua một cái mùa thời tiết nó sẽ không tốt và có thể là biển động. Nhìn qua cơn sóng thì thấy là sóng nó bắt đầu sóng đang đều đúng không ạ? và tự dưng có những cái sóng mạnh hơn như thế này. Thì nó cũng là cái sự phân kỳ. Thì yếu tố phân kỳ nó thể hiện rất rõ rất nhiều cái đơn vị khác nhau. Những cái điều kiện rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống. À, đến với những cái điều về chứng khoán nó cũng áp dụng cái nguyên tắc cơ bản thôi. Đó là tìm ra những cái điều mà không dễ thấy. Và khi mà chúng ta đã tìm được những điều không dễ thấy. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những thành quả mà à, cũng không phải ai có thể thấy được. Thì đó là như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn nhận tiếp nhé. À, mình xin nhắc lại là có bao gồm là phân kỳ thì có bao gồm là phân kỳ ẩn và phân kỳ dễ thấy à, hay là phân hay là phân kỳ bình thường đấy ở trong cái mẫu hình phân kỳ thì bao gồm những cái mẫu hình tương tự thôi đây là mẫu hình phân kỳ dễ thấy này đây là mẫu hình phân kỳ ẩn này và đây là mẫu hình phân kỳ ngược này và trong cái mẫu hình mà khi mà thị trường tăng hay thị trường giảm nó cũng sẽ đều yếu tố như vậy ở đây chúng ta nói về giá đi thì khi mà giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì chắc chắn là giá đang có một đà tăng tốt đúng không ạ? Tuy nhiên là cái chỉ báo về và chỉ báo phân kỳ ấy, hay là chỉ báo về động lượng hay là về xu hướng ấy, nó lại xác định là cái cái xu hướng là cái đỉnh sau nó lại thấp hơn đỉnh trước. Thì nó cảnh báo là là sau đó nó sẽ là một cái làn sóng điều chỉnh giảm cho thị trường chứng khoán. Và ngược lại nhé nếu mà chúng ta nhìn vào cái à, thị trường tăng ấy thì chúng ta sẽ thấy là giá thì cứ đáy sau ấy, thấp hơn đáy trước tức là đang đang xu hướng giảm tuy nhiên là cái chỉ báo nó lại cho thấy là cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thế tức là sao ạ tức là cái xu hướng tăng nó sẽ bắt đầu và do vậy là chúng ta có một mẫu hình là một mình tăng giá và đây mới là cái điều mà những cái trader mà thành công họ hay bám vào à, đó thì mình nhắc lại là như vậy và bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các cái mẫu hình ứng dụng với phân kỳ và thứ hai là chúng ta sẽ xác định cái chiến lược giao dịch với phân kỳ đầu tiên là chúng ta nói về mẫu hình đi thì mình biết là các anh chị ở trên thị trường chứng khoán nếu mà đã tìm hiểu thị trường một thời gian dài ấy, thì chúng ta bắt đầu biết về phân tích kỹ thuật rồi. Những cái bài báo hay là những bài viết về phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích về đường trung bình di động ấy thì cũng đã có trên Finansiac anh chị có thể xem lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nội dung khác. Đó là bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái đường chỉ báo đi. Ở đây thì mình có tất cả là ba đường chỉ báo. Đây là cái đường xu hướng, đường xác định xu hướng dựa trên trung bình giá đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta nhìn như thế này và chúng ta chưa có một cái tư duy về phân kỳ vội tụ thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy là à, à có đường này cắt lên thì là cho mua à, khi nào mà nó cắt xuống thì nó gọi là cho bán Chứ đúng như vậy không Thực tế là mình cho rằng là nó một phần thôi nhiều khi cắt xuống chưa chắc đã bán mà cắt lên chưa chắc đã mua mà chúng ta hãy cùng nhìn yếu tố đây anh chị để ý thấy là khi mà chúng ta phân tích lại hai hai cái luồng thị trường đó là cái luồng đây là cái cái giai gia đoạn mà chỉ số biến động anh chị sẽ thấy là gì ạ đây là giai đoạn mà các cái cộng uh, các cái cộng đường trung bình mình dùng là từ cộng hay cộng dây đi. Anh chị thấy cộng dây là các cái cộng đường trung bình này nó cách nhau không có xa. Nó cái khác là gì ạ? Nó được khép khép sạt, uh, khép sát và nó siết chặt vào nhau như thế này. Thì rõ ràng là các chỉ báo này đang hội tụ. Đúng không ạ? Nó đang rất là sát vào nhau là và đang hội tụ. Và trong khi nó đang hội tụ thì tức là nó không có một cái xu hướng gì cụ thể ở đây cả. Rõ ràng là khi mà chúng ta giao dịch với thị trường chứng khoán, đặc biệt chỉ số vn vào giai đoạn của năm 2019 ấy thì gần như là chúng ta không có xu hướng cụ thể mà giá chỉ có tăng có giảm có tăng có giảm thôi rất chán nản trong giai đoạn 2019 và sau đó là nó bung và lúc này là chúng ta có một tín hiệu phân kỳ đó thì khi mà anh chị tư duy về về mẫu hình ấy, hội tụ ở phân kỳ chỉ bán nào cũng thế thì chúng ta sẽ sẽ tìm hội tụ lý do vì sao chúng ta lại tìm hội tụ bởi vì sau đó nó sẽ là phân kỳ và lúc này là chúng ta sẽ giao dịch được với cái chỉ báo VN thì ngoài việc là cái thông tin quan trọng liên quan đến Covid ở trong năm 2020 là thời điểm mà mình làm cái bài đào tạo này thì anh chị sẽ thấy là cái vấn đề và phân kỳ nó rõ rất là rõ nét đúng không ạ khi mà bắt đầu nó bung ra cái đoạn này là đoạn bung này và khi mà nó bung thì giá nó đi hướng nào chúng ta sọt hướng đó chúng ta sẽ chơi hướng đó ở trong tình tình trạng của VN Index ở đây là chúng ta là sọt và bây giờ tiếp tục một lần nữa là sau khi phân kỳ nó làm sao sau khi phân kỳ nó sẽ bắt đầu nó hội tụ trở lại và khi hội tụ trở lại thì chúng ta lại tiếp tục quan điểm thôi khi mà giá bắt đầu hội tụ rồi thì chúng ta sẽ xem giai đoạn hội tụ và sau hội tụ xong rồi chúng ta bắt đầu giá bung chiều nào chúng ta chơi chiều đó thì ở đây là giá bung theo cái chiều tăng thì chúng ta chơi theo chiều tăng và cái xu hướng hiện tại nó vẫn còn đang đang chạy cho đến thời điểm mà mình làm video này thì uh, nhìn chung ấy tất cả những mẫu hình cổ phiếu mà mình để ý thấy đều có dấu hiệu này ví dụ như chúng ta hãy xem qua một mã cổ phiếu đi mà anh chị uh, chúng ta hãy phân tích một thời gian dài là cổ phiếu Vinamilk À, đây là phân tích phân tích về mặt thực chiến nhé, thì chúng ta sẽ thấy yếu tố khá là thú vị à, ở đây có những giai đoạn mà chỉ số phân kỳ, à, chỉ số hội tụ hội tụ ở chỗ là gì? đó là gần như là các cái chỉ báo cái đường trung bình ấy nó sát vào nhau đó là hội tụ. Thế đến khi nào thì nó phân kỳ? để đến khi là nó có xu hướng thì nó sẽ phân kỳ và lúc này là lúc phân kỳ này. Do vậy là khi mà nó hội tụ chán rồi ở nguyên một góc này là các trường chỉ báo nó siết lại với nhau rồi khi nào giá nó bung hướng nào thì chúng ta sẽ chơi hướng đó đó đấy là cái mà đơn giản sử dụng rất là dễ đối với cái mẫu hình hội tụ phân kỳ này ba đường chỉ báo thì bây giờ chúng ta tạm thời là quên những cái đường gọi là đường cắt vàng hay golden cross hay là gì đó đi tại vì nhiều khi ấy, nó không không đúng đâu mà bây giờ chúng ta hãy nhìn về cái tư duy và tư duy và phân kỳ và hội tụ ấy. thì anh chị sẽ thấy là cái cách sử dụng nó rất là đơn giản đúng không ạ ở trong cái xu hướng hiện tại ví dụ như là chỉ số báo vinamilk năm 2015 đi thì cái thời điểm đó ấy, là mình cũng có tham gia mình cũng ăn được một khúc rất là xa của Vinamilk nhưng mà sao nữa thì chúng ta nhìn nhận lại này đó là thời điểm của 2015 ấy, thì cái tín hiệu phân kỳ đây rất là à, tín hiệu hội tụ đây rất là rõ à, một chỉ báo một hội tụ giá hội tụ tất cả đều hội tụ thì sau đó nó sẽ là yếu tố phân kỳ và rõ ràng là giá tăng thì đó là với đó là à, mẫu hình hội tụ của phân kỳ thì bây giờ chúng ta đi tìm hội tụ để chúng ta dự đoán là phân kỳ và khi bắt đầu phân kỳ thì chúng ta sẽ xem là phân kỳ hướng nào chúng ta chơi hướng đó đó là cái cái cách dùng với cái mẫu hình hội tụ phân kỳ thứ hai là một mẫu hình mà uh, nếu mà anh chị mà đọc những cái quyển mà gọi là theo đà tăng trưởng này rồi rất nhiều những cái uh, nguyên tắc giao dịch VCB hay là nguyên tắc giao dịch theo uh, nhiều nhiều nhà đầu tư lắm. Uh, O'Neil các thứ thì cũng đều cũng đều nói về cái cái câu chuyện là tích lũy nền thì bây giờ mình mình phải chia sẻ lại tích lũy nền nó là cái gì vì sao lại có nền mà nền nó là cái gì thì thường ấy chúng ta nhìn nhận nền nó là một cái một cái mặt phẳng thì gọi là nền mặt phẳng này thì gọi là nền à, thường là nền là chúng ta hãy nhìn là chúng ta hình dung là nó sẽ xây một cái gì đó trên này đúng không ạ tức là giá nó phải có một cái nền và khi mà chỉ số nó dốc lên ấy, thì không gọi là nền được đây là những cái mà chúng ta hãy phân tích một cách bóc tách một cách đơn giản thôi ví dụ như là nó dốc lên như thế này thì nó không gọi là nền bởi vì không có cái nền nào mà nó lại nghiêng như thế này cả à, mà cái nền nó phải phẳng thì chúng ta gọi là nền à, để mà làm được nền phẳng ấy thì tức là giá nó phải có sự tích lũy ở đây Rồi, sự tích lũy ở đây và cái mục đích có nền là gì ạ để nó xây dựng cái gì đó trên này gọi là có nền thì mình giải thích được cách đơn giản là như vậy thôi nhưng mà bây giờ sẽ phức tạp hơn một tí nhé à, chúng ta nói về nền thì chúng ta đang nói về cái cái việc là sẽ tạo một cái mặt phẳng đúng không ạ? ở ờ, giá sẽ tạo một cái mặt phẳng và với những cái mặt phẳng đó ấy, tức là cái biến động giá nó sẽ không nhiều và khi mà biến động giá nó không nhiều ấy tức là các chỉ báo nó sẽ không vận động bởi vì giá nó sẽ tạo ra cái vận động của chỉ báo mà do vậy là khi mà giá nó biến động không nhiều thì các chỉ báo ở đó tại điểm đó nó cũng sẽ không vận động và ví dụ như anh chị đấy thấy là cái đường cái đường ngắn nhất mình để ý trên này là cái đường màu màu đỏ ở đây mình sẽ tô đậm nó lên thì anh chị sẽ thấy nó à, đây một đường màu hồng này, màu đỏ đi và mình sẽ cho tô đậm nó lên thì nếu anh chị để ý thấy là một điều điều mà dễ 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 dàng mà nhận ra là cái cái đường màu đỏ này này nó chạy lên rất là dốc đúng không ạ mà đến thời điểm mà khi mà giá bắt đầu nó nó xây nền ấy, thì cái đường chỉ bán là đi ngang nó đi ngang như thế này ấy, thì rõ ràng là so với giai đoạn của của cái chỉ báo đó trước đó thì cái chỉ báo thời điểm này nó đã phân kỳ đó, và và khi nó phân kỳ tức là nó tạo một cái nền mà cái việc mà chúng ta cần là cần giá tạo nền thôi và giá tạo nền đó là cái khi mà chúng ta có sự tích lũy và khi mà giá tích lũy và tạo nền thì lúc này là lúc mà chúng ta ứng dụng luôn à, nó cũng không khác gì nhau ở hội tụ phân kỳ đâu tức là bây giờ thời điểm này là tất cả đang hội tụ này và sau đó nó sẽ có một sự phân kỳ và để mà làm sao mà chúng ta giao dịch được với cái cái chiến lược mà tích lũy nền ấy. Thì nó sẽ cần phải có một sự nhanh nhạy một tí hoặc là kinh nghiệm một tí Mình ví dụ như một cổ phiếu mình đầu tư thời điểm của năm 2016 2016 là cổ phiếu của uh, MB Bank uh, Ngân hàng MB Bank, mình nhớ thời điểm đó là uh, Thời điểm đó là ai cũng chê là MB Bank là một cổ phiếu rất nặng mông Nặng mông ở trong uh, ngoặc kép tức là nó không tăng được Cứ lên rồi lại giảm, lên rồi lại chỉnh, lên lại chỉnh Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn nhận lại, anh chị có thấy dấu hiệu phân kỳ ở đây không? Dạng phân kỳ đấy rất là rõ đó là gì ạ? À, đây là cái đỉnh núi thứ nhất này, nó biến động, dao động rất là mạnh. sang cái đỉnh núi thứ hai, ấy, nó dao động yếu lại. sang đỉnh núi thứ ba, gần như là tác động biến động lại không 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 đáng kể. và sau đó là gì ạ? một quãng thời gian khoảng 3 tháng là gần như là giá chạy ngang, à, giá chạy ngang và tích lũy nền rất ổn. và cái yếu tố tiên quyết ấy, nó sẽ cần có một vài phiên gọi là phiên rũ hàng. và thực tế là đã có một cái cây đo đạc. Một cái nến đo đạc nó đo lại đúng cái nền luôn Và gần như là đội lái ấy, hay là dòng tiền lớn cho chúng ta biết luôn Là nó sẽ là đáy tại khu vực nào Đo luôn tại cái ngày của mùng 9 à, tháng 11 Lúc mà mình nhìn được cái mẫu hình này thì Mình nói thật là đây là cái cơ hội chúng ta Và đến thời điểm mà giá bắt đầu test lại Test lại đúng cái vùng của 5.7 Hồi xưa mình nhớ là nó sẽ rơi vào cái tầm giá 12 ấy. À, Bây giờ điều chỉnh để về lại vùng 5 Thì hồi xưa nó là giá 12 cơ mình nhớ thời điểm của 2016 lúc mình mua là 12 14 ấy và sau đó là gì ạ? Mua tại ngay thời điểm nào khi mà nó bắt đầu bứt phá lên cái cái vùng đỉnh này này. Đó. Thì lúc này là lúc mà mua. Vì sao mình lại mua ở đây? Thì vì chúng ta ứng dụng một cái đơn giản của phân tích kỹ thuật thôi. Đó là khi mà nó nó cắt thành công ở cái đường gọi là cái cản xu hướng này thì người ta mua mua ngay góc này. Góc này sau đó là giá tăng thì mình nhớ là trong giai đoạn đó là nó tăng banh là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng đứng sau ACB À, tăng từ giai đoạn từ giá 6 lên khoảng giá 17 nói chung là tăng khoảng 3 lần à, và bây giờ thì mớ banh vẫn tăng mớ banh bây giờ là giá hai mươi mấy rồi nhưng mà hồi xưa nó là như vậy Ok thì đó đó là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn nhận về cái tuyết lĩ nền nền xong thì cần phải có một yếu tố là rũ à, rũ nền thì à, nếu mà anh chị mà giao dịch theo ô hay là giao dịch theo mẫu hình cốc tay cầm ấy thì sẽ thấy sẽ thấy này nó giống cái cốc tay cầm À, có tay cầm tức là sao? đây là mẫu hình là miệng cốc đây. Và sau đó là chúng ta có một cái tay cầm ở đây. Đó gọi là cốc tay cầm và sau đó là giá tăng. Thì à, để mà nhìn được cốc tay cầm ấy, thì mình nghĩ là chúng ta không nên là chỉ mỗi nhìn một cốc tay cầm. Và chúng ta hãy nhìn một cái bài toán phía xa xa hơn nữa xem nó như thế nào đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ giao dịch thì nó sẽ rất là ổn. Và sẽ luôn là cam kết một cái lãi suất hay là một cái sự thành công nhất định khi mà chúng ta giao dịch với chiến lược về tích lũy nền. Mình cũng rất là thích chiến lược này ngoài ra thì chúng ta có một chiến lược nữa là chiến lược vcb uh, vcb thì nó cũng theo nguyên tắc về về phân kỳ thôi uh, đó là trước đó là một cái đáy rất, rất là lớn sau đó là một cái đáy bé tới đây đó là yếu tố hội tụ đây uh, hoặc là nhiều đáy hoặc là rất nhiều đáy hoặc là rất rất nhiều đáy nhưng mà anh chị có thể thấy một điều là giá không có vượt được cái nền phía trên này không vượt được cái nền phía trên này đó thì lúc này thì chúng ta sẽ đánh tại cái thời điểm mà nó tạo đáy đáy bé nhất đáy mỏng nhất thì vì sao lại như vậy? Vì chúng ta nhìn này, rõ ràng là khi mà giá tạo nền đây rồi thì nó sẽ có một yếu tố hội tụ rất là mạnh. Và sau khi hội tụ thì nó sẽ phân kỳ. Và phân kỳ với chứng khoán là phân kỳ tăng. Thì lúc này chúng ta cũng có thể giao dịch được với cái VCB. Thế ra cái mẫu hình VCB cũng cũng lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều mã cổ phiếu. Gần đây nhất là mình có thấy là PDR chẳng hạn. PDR này cũng là theo cái mẫu hình kiểu như vậy. Cũng cũng lặp lại. VCB vì sao lại như vậy thì mình vẽ ở đây đây là cái nền đáy đầu tiên này nền đáy thứ hai này nền đáy thứ ba này đó, bây giờ bắt đầu là là bật rồi và do vậy thì chúng ta có thể giao dịch theo những mẫu hình kiểu như thế này thôi à, BDR là một cổ phiếu mà trong room tư vấn của Châu thì cũng chia sẻ là chúng ta có có giao dịch từ trước rồi từ những cái nền giá từ 45 chạy tít lên cái vùng của tám mấy cũng rất nhiều các cái cái, cái khuyến nghị PDR trong thời điểm đó thời điểm này thì bắt đầu tín hiệu tăng trưởng tiếp thì chúng ta lại tiếp tục vào mua thôi đó là với PDR ok à, chúng ta sẽ tiếp tục nhé là chúng ta đã đi qua được các mẫu hình mà mình cho rằng là những mẫu hình này là là tốt nhất và chúng ta nên theo cái tín cái chiến lược giao dịch với phân kỳ này bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục là tìm các chiến lược giao dịch với uh, với mẫu hình phân kỳ thì đầu tiên ấy là về mẫu hình thì cái mẫu hình thường là nó có rất nhiều mẫu hình có xác nhận phân kỳ như là VCB này hay là tích lũy nền này hộ tụ phân kỳ này nhưng mà rõ ràng ấy có một mẫu hình giá mà chúng ta được tổng kết từ off ấy, là mẫu hình đánh giá là tương đối ổn đó là gì ạ ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái đáy đi thì cái đáy bắt đầu này đáy sau cùng này nó giảm ít hơn đáy trước đó và ít hơn đáy trước đó nữa thì lúc này chúng ta sẽ đợi khi mà nó bứt ra khỏi cái cái kháng cự cái nền kháng cự thì lúc này chúng ta sẽ đợi ngay cái vùng test ở đây để chúng ta mua lên nó giống như cái mẫu hình của MB Bank ở trong giai đoạn hiện tại À, mở cái banh đi thì à, nó cũng có cái mẫu hình đó mình để ý là đây đây kiểu như vậy này cũng là nén nềm à, nén thêm một cái cái nêm thêm cái nêm đây sau đó là bắt đầu đây là cái nêm này cái nêm ở cái vùng này và sau đó là gì ạ giá test ở cái khu vực hiện tại là chúng ta mua lên được đó thì ví dụ như anh chị mua tại ngay cái nền của giá 27 đi thì bây giờ chúng ta có phải 2855 thì nói chung là những mẫu hình này thì cũng có thể giao dịch được và chúng ta có một cái điểm cắt lỗ nhé ở à, ngay tại vùng giá 2855. Chúng ta mua tại vùng giá của 2855 226 đi. Và và nếu như vậy mà chúng ta mua ấy, thì chúng ta phải cắt lỗ. Và nếu mà trường hợp cắt lỗ thì nó sẽ dao động ở cái phần là giá 26. Thì nó cách khoảng đó đâu đó là 3% so với giá vào lệnh thì là ok. À, đó với những cái mẫu hình tương tự là như vậy. Anh chị muốn chi tiết rõ hơn thì có thể là liên hệ với Vinasac. Các bạn sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Những cái này thì mình sẽ hướng dẫn trong phạm vi của nội dung một cách tóm gọn thôi. Thứ hai là chúng ta nhìn về cái yếu tố xu hướng, xác nhận yếu tố xu hướng. Thì vì sao lại xác nhận yếu tố xu hướng thì yếu tố xu hướng nó khá là quan trọng và khi mà xu hướng thay đổi mà giá chưa thay đổi chúng ta phải chạy ngay. À, nó thể hiện rất là rõ qua cái chỉ báo của MACD ấy. Thì thường là mình để các anh chị mà sử dụng MACD thực tế là không sử dụng để mà đưa cái điểm vào lệnh đâu mà sử dụng để tìm cái cái phân kỳ thôi. À, ví dụ như là VN-Index ta nhìn qua bên đấy. thì để VIX có một dự tín hiệu phân kỳ đấy. Anh chị để ý thấy là cái xu hướng thì nó sẽ phản ứng chậm hơn. À, xin lỗi, à đúng rồi, phản ứng chậm hơn là so với chỉ báo động lượng. Nhưng mà dù sao vẫn phản ứng. Ở đây thì mình có một cái định nghĩa rất là rõ. Đây là gì? Giá là ví dụ chỉ số VIX nhé. Giá từ 1 200 kéo lên 1.421, tức là nó chạy rất là xa đúng không? ạ, Chạy khoảng 200 điểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý cái đưa chỉ báo MACD ở dưới này này thì ở trong giá của 1200 là 40 điểm. Nhưng mà đến giai đoạn của 1400 nó còn 27 điểm thôi. Tức là thực ra là cái lực mua lên có xu hướng ấy nó đã, đã, đã yếu đi rất là nhiều rồi. Và sau khi xuống đi yếu đi nhiều thì nó thiện, thể hiện ra yếu tố gì ạ? Nó bị sập cái rất là sâu về lại 1200. Và nó đi một quãng thời gian rất là dài, ít nhất là phải từ tháng 6 tháng 7 cho đến tháng 11 thì lúc này mới có thể tăng trở lại được. Và thậm chí đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa chưa thật sự là dám tin là nó tăng mà đến thời điểm mà mình làm bài video này đó thì uh, nếu mà trường hợp như vậy thì cái chỉ báo và xu hướng ấy, nó sẽ thể rất là rõ và chúng ta nếu mà chúng ta tuân thủ vào chỉ báo này ấy, gần như là chúng ta có thể biết được là giai đoạn nào chúng ta nên tránh với giai đoạn nào chúng ta nên theo và ngược lại nhé khi mà nhìn yếu tố phân kỳ thì không phải lúc nào cũng phân kỳ giảm đâu có những lúc mà thời điểm mà chúng ta có một cái yếu tố là phân kỳ tăng phân kỳ tăng là có một cái phân kỳ ẩn ví dụ MA đi uh, MACD đi có một phân kỳ ẩn tại ngay cái vùng vùng nền giá này uh, ngay cái vùng nền này thì ở trong cái vùng điểm từ vùng âm 57 mà kéo lên vùng của âm 6 là khoảng 50 điểm 50 điểm đúng không ạ? Và gấp rất rất nhiều lần. Nhưng mà trong khi đó là giá là từ 655 kéo lên khoảng 7994. Thế tức là cái MACD này nó đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với cái viên khi mà tạo cái vùng nền đáy thứ hai. Do vậy là đây chính là cái điểm mà mà mình khi mà mình xác, xác nhận được ấy, thì mình sẽ mua tại mua thăm dò tại đây này. Và sau đó là là cũng tuân thủ theo cái VCB thôi. À, ví dụ như là một này và sau đó là hai này, ví dụ VCB ở đây này, thì lúc này thì cũng mua tại đây là, là là cái cái vùng mua thứ hai và sau đó thì mình bám luôn cho đến hiện tại. Nhìn chung thì chúng ta có thể ứng dụng rất là mạnh với mỗi phân kỳ giá và cuối cùng là một cái phân kỳ về động lượng. Phân kỳ về động lượng thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với phân kỳ xu hướng, nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng trong đặc biệt là các cái chỉ báo hoặc là các tài sản mang tính uh, à, mang tính phái sinh ấy, thì có thể áp dụng tốt hơn nhưng mà sao cũng ok đó là gì giúp anh chị ở đây đi thì chúng ta có hai vùng đỉnh này. cái đỉnh gần và cái đỉnh gần và cái đỉnh xa và đỉnh gần hơn thì anh chị có thể thấy là cái đỉnh xa này ấy, thì cái RSI ấy, nó tăng rất là mạnh ở cái vùng 77 78 điểm nhưng mà đến cái vùng đỉnh thứ hai nó chỉ còn cái vùng là 75 điểm thôi thì đây là tín hiệu chạy này đó thì đó là với RSI nó cũng tương tự như vậy và ngược lại nhé nếu mà chúng ta nhìn yếu tố phân kỳ dương ấy thì có thể thấy là uh, RSI ấy, ở trong hai hai nền giá này thì uh, khi mà giá nó chỉ ở mức là 14 1245 tăng lên khoảng 1296 là đâu đó là vài phần trăm thì cái đường RSI nó đã tăng từ 30 lên cái vùng mà uh, xin lỗi là tăng từ vùng uh, 30 lên vùng 39 tức là tăng khoảng 3 4%. Đó đó là một cái tín hiệu cho thấy là nó đã có sự phân kỳ và sau đó tích lũy là nó lại tăng lên. Thì uh, đây là cái À, việc phân tích và sử dụng với phân kỳ thì ngoài ra còn có rất nhiều chiến lược ở phân kỳ và rất nhiều chiến lược à, áp dụng với từng cổ phiếu một thì ở đây anh chị có thể liên hệ với các bạn các bạn bên vinasat nhé thì các bạn ấy sẽ hướng dẫn cho cả nhà và room tư vấn và chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm ok ạ, thì à, mình cũng xin kết thúc cái nội dung về yếu tố phân kỳ à, nội dung về đào tạo ngày hôm nay bao gồm hai phần thì à, cũng xin à, cảm ơn các anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi à, cũng rất mong cả nhà like và share cũng như là subscribe kênh YouTube của Finansac. Đây là một cái động viên, là động viên rất là lớn dành cho anh em trong đội ngũ và nếu anh chị có cần và, và sử dụng thêm về dịch vụ ấy, thì cả nhà cứ đăng nhập hoặc đăng ký vào Finansac nhé. Thì à, mọi người sẽ các bạn bên Finansac sẽ ad vào room tư vấn thôi và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trong những room tư vấn đó. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong bài đào tạo gần nhất. Xin chào và hẹn, tạm biệt.